Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, khi lật lại hồ sơ vụ án, những dòng cáo trạng được công bố tội ác dằng dặc của tướng cướp Hồ Duy Trúc lúc tuổi mới 20 và đồng bọn đã khiến người nghe không khỏi rùng mình. Trên những cung đường gây án, chúng đã gieo bao tội ác, ra tay liều lĩnh và tàn độc. Kinh hoàng nhất là vụ án chặt tay cướp xe SH gây chấn động thành phố Hồ Chí Minh. Với tội ác quá tàn bạo, Trúc đã bị tòa tuyên án tử hình. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ sau đó đã giúp Trúc được thoát khỏi án tử. Hồ Duy Trúc sinh ra ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Lúc 16 tuổi, Trúc vào thành phố Hồ Chí Minh theo học ngành điện lạnh và quen biết Trần Văn Luông. Bản tính ham chơi, rời xa gia đình nên Trúc cùng Luông bỏ học, dần sa ngã. Giữa năm 2012, trong lần về quê, Trúc cùng bạn bè cướp tài sản rồi đem theo chiếc xe cướp được, bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, 15 vụ cướp đã xảy ra. Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Trúc và Trần Văn Luông chặn xe RSX của chị TTCT, ngụ Bình Chánh, dùng dao khống chế cướp xe. Ngày 15 tháng 7 năm 2012, Trúc, Luông và Phương phát hiện anh Huỳnh Minh Vĩ, 33 tuổi, ở Bình Phước, đang chạy xe gắn máy hiệu Airblade, liền vượt lên chặn đầu. Phương cầm con dao chém 3 nhát trúng ngực và 1 nhát trúng dao anh Vĩ rồi cướp xe. Ngày 24 tháng 7 năm 2012, vẫn thủ đoạn cũ, Trúc và đồng bọn lại dùng dao chém anh Trần Phước Nhật, 29 tuổi, ở quận 7, cướp chiếc xe Novo LX, nhưng anh Nhật đã bỏ xe chạy thoát. Ngày 27 tháng 7 năm 2012, sau khi uống rượu, nhóm Trúc tiếp tục dùng dao chém vào cổ anh Nguyễn Hồng Tân ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, cướp xe SH. Trên đường lái xe SH tẩu thoát, nhóm này tiếp tục cướp chiếc xe Sirius của một đôi nam nữ đang đi trên đường. Cuối cùng và cũng là đỉnh điểm tội ác của Trúc và đồng bọn là vụ chặt gần lìa bàn tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH tại chân cầu Phú Mỹ, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Cứ như thế, tổng số vụ cướp mà tướng cướp tuổi 20 này thực hiện cùng đồng bọn lên tới 15 vụ, làm các nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ từ 1 đến 47%. Nghe nhắc lại những cảnh tượng kinh hoàng, nỗi ám ảnh sợ hãi ùa về trên gương mặt các nạn nhân. Trong một phiên xét xử, thay vì ân hận về những hành vi mình đã gây ra, gương mặt Trúc và đồng bọn vẫn dửng dưng vô cảm. Trong khi một trong những bị cáo tên Luông nhanh chóng nhận tội, tướng cướp 9X Hồ Duy Trúc lại quanh co với cụm từ không nhớ, không biết. Tuy nhiên, để trả giá cho tội ác, Trúc bị tòa tuyên phạt tử hình, Luông lãnh án tù chung thân. Hình phạt trên nhận được sự đồng tình của dư luận. Thế nhưng, ngay sau khi tòa tuyên án, mẹ Trúc và những người trong gia đình đã đại náo pháp đình, dùng những lời lẽ kích động, xúc phạm hội đồng xét xử, nạn nhân và rượt đuổi cả luật sư đã bào chữa chỉ định cho con em mình. Có lẽ nỗi đau mất con, mất người thân đã làm họ quên đi tội ác tày đình Trúc đã gây ra, cũng như nỗi đau, sự ám ảnh kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ án. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 24 tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để đảm bảo giữ trật tự cho phiên tòa. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hạn chế số người tham dự. Những người trong gia đình bị cáo Trúc có hành vi gây rối sau phiên xử tại phiên tòa sơ thẩm lần này không được vào tham dự phiên tòa. Đứng ở bậc tam cấp dẫn lên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao cùng với chồng và con gái, bà Nguyễn Thị Út, mẹ Trúc nói bà và con gái rất ân hận về hành động nông nổi của mình sau phiên tòa sơ thẩm. Rớm nước mắt, người mẹ đau khổ này nói, hôm đó nghe con nhận án tử hình, tôi không thể bình tĩnh. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với chị Thúy, xin lỗi các nạn nhân, xin lỗi hội đồng xét xử, xin tất cả mọi người. Nếu có các bị hại ở đây, tôi sẽ quỳ xuống để xin lỗi họ. Thành khẩn nhận tội tại phiên tòa, trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trúc cho rằng bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ tội mới là gia đình đã bồi thường 20 triệu đồng và được nạn nhân Thúy làm đơn bãi nại. Ngoài ra, Trúc xin hội đồng xét xử xem xét vợ bị cáo thời điểm đó mới sinh con được 7 tháng tuổi. Trong khi đó, bị cáo Luông xin giảm án với lý do có hai con còn quá nhỏ và cho rằng mức án chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên bị cáo là quá nặng. Về vấn đề này, tòa cho rằng hành vi của bị cáo là rất dã tâm, thực hiện chót lọt 14 vụ cướp. Do bị hại không kháng cáo
Viện Kiểm sát không có kháng nghị tăng án. Nếu có kháng cáo kháng nghị thì chắc chắn tòa sẽ xem xét và mức án của bị cáo còn cao hơn nữa. Tương tự, bị cáo Huỳnh Thanh Sơn, 32 tuổi và Trần Thanh Tuyền, 23 tuổi, ngụ Ninh Thuận cũng cho rằng bị cáo tham gia chỉ 1-2 vụ, nhưng mức án tuyên Sơn 18 năm và Tuyền 12 năm là quá nặng. Nói lời sau cùng, Trúc cùng các đồng phạm đều xin được xem xét giảm nhẹ tội. Trúc còn xin được nhìn thấy cha mẹ lần cuối. Ngoài ra, ba đàn em của Trúc cũng xin tòa xem xét tha tội chết cho đàn anh. Tuy nhiên, nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo gây hoang mang, chấn động cho người dân thành phố Hồ Chí Minh một thời gian dài. Khi thực hiện tội phạm, các bị cáo rất hung hãn, côn đồ, chém trước cướp sau. Trong số các bị cáo, hội đồng xét xử nhận định Trúc là kẻ chủ mưu cầm đầu, trực tiếp thực hiện 15 vụ cướp, trong đó trực tiếp cầm dao chém đứt lìa tay chị Thúy, cướp xe SH. Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, không còn khả năng cải tạo. Dù tại phiên tòa hôm đó, Trúc có tình tiết giảm nhẹ tội mới và đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên hội đồng xét xử cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Giữ vai trò chỉ sau Trúc, tại phiên tòa, bị cáo Luông đưa ra lý do có hai con còn nhỏ, 7 tuổi và 1 tuổi để xin giảm án. Theo hội đồng xét xử, đây không phải là tình tiết giảm nhẹ tội theo quy định. Với 14 vụ án đã tham gia, tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng và trực tiếp cầm dao chém trọng thương 7 bị hại, hội đồng xét xử cho rằng án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tuyên bị cáo Luông mức án tù chung thân là tương xứng. Tại phiên tòa, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa cũng bác đơn kháng cáo của bị cáo. Đối với kháng cáo của hai bị cáo còn lại, hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo Sơn chỉ tham gia duy nhất một vụ chém đứt lìa tay chị Thúy cướp xe SH, nhưng vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị thương tích 47% và bị cáo chính là kẻ giật ví của nạn nhân. Tương tự, bị cáo Tuyền chỉ tham gia 2 vụ nhưng tài sản chiếm đoạt lớn trên 130 triệu đồng nên án sơ thẩm áp dụng khoản 4 điều 133 xử phạt các bị cáo mức án trên là phù hợp. Từ đó, hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Duy Trúc, 21 tuổi quê Ninh Thuận tử hình, Trần Văn Luông, 26 tuổi quê Bến Tre tù chung thân, Huỳnh Thanh Sơn, 32 tuổi 18 năm tù và Trần Thanh Tuyền, 23 tuổi quê Ninh Thuận 12 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, đến cuối năm 2015, sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, kể từ ngày Bộ luật Hình sự 2015 được công bố thì không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội, mà Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình. Bộ luật Hình sự 2015 bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội, trong đó có tội cướp tài sản. Cũng theo nghị quyết 109 của Quốc hội, kể từ ngày Bộ luật Hình sự 2015 được công bố, hình phạt tử hình đã tuyên với người được nêu ở trên nhưng chưa thi hành án thì không thi hành và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân. Và như vậy, theo quy định trên thì Trúc phạm tội cướp tài sản và các bị cáo tương tự khác thuộc những trường hợp trên may mắn không phải thi hành án tử hình mà sẽ chuyển thành hình phạt tù chung thân. Ngay sau khi bày tỏ niềm vui trước thông tin con trai thoát án tử hình, ông Tùng, bố của Trúc cũng không quên phân giải rằng dù biết lỗi lầm Trúc gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội bàng hoàng, bất an và mức án tử hình mà hai cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm tuyên là đúng người đúng tội. Nhưng với bản thân vợ chồng ông, những người cha người mẹ thì dù thế nào Trúc vẫn là đứa con họ rút ruột đẻ ra, nên có thể hiểu được sự vui mừng của vợ chồng ông khi con mình thoát án tử hình. Cũng theo lời bà Út, mẹ Trúc, thì từ ngày Trúc bị tuyên án tử hình đến nay cũng là bấy nhiêu thời gian vợ chồng bà phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách cứu con. Hàng tháng, họ vẫn cố gom góp vay mượn, đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con. Dù biết con gây ra lỗi lầm lớn và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng những lần được gặp con ngắn ngủi ấy, họ càng có niềm tin hơn để sống nốt quãng đời còn lại. Đồng thời cũng góp phần động viên Trúc cố gắng điềm tĩnh dù phải đếm từng ngày chờ thi hành án tử hình. Đó là những ngày Trúc còn mang án tử. Nhưng bây giờ thì vợ chồng bà càng có thêm động lực để vào thăm con. Mong con trai mình thay đổi, suy nghĩ tích cực, cố gắng cải tạo tốt, chấp hành nội quy trại giam. Được biết, bà Út mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng anh chị em của bà chưa kịp lớn đã tha phương cầu thực rồi thất lạc nhau. Đến nay, bà cũng không biết chính xác mình có bao nhiêu anh chị em.
bà sống trong sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Khi lớn lên, bà có hai đời chồng và sinh tới 12 người con. Hiện bà Út có đến hơn 20 người cháu. Có lẽ gia cảnh vốn nghèo khó lại đông con cháu, khiến cho cuộc sống của bà và con cháu cứ ngày một kiệt quệ, cái đói nghèo cứ luôn đeo đẳng. Và như một lẽ thường, Trúc cũng được sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, khổ sở. Bỏ học ngang, Trúc tìm vào thành phố Hồ Chí Minh học nghề điện lạnh. Nhưng việc học cũng chẳng đầu chẳng đuôi. Trúc kết giao rồi rủ rê bạn bè lập băng nhóm đi cướp nhằm đổi phận nghèo.